Rồi, đầu video chung chào các bạn nha. Hôm nay ngày 3 tháng 11 năm 2021. Thì trên đây là toàn bộ chi tiết cái bộ khuôn chậu tròn tứ linh 1m2 Long Lân Quy Phụng. Thì đây là cái bộ khuôn mà chung chuẩn bị chuyển giao cho khách hàng. Sẵn đây chung sẽ giới thiệu chi tiết của cái bộ khuôn. Các bạn nào có nhu cầu mua thì mình được biết. Thì đầu tiên là bên đây là những cái bộ dao chậu, thì nó có là cái đôn chậu các bạn, miếng cát, miếng khuôn. Còn đây là cái dĩ chậu, miếng khuôn, miếng cát. Còn đây là cái khuôn chậu để có miếng gờ âm. Khi mình quay gà gác xong thì gắn cái miếng gờ âm này vô để quay nó có gờ âm để dán quay văn. Còn đây là cái miếng gà cát của cái khuôn chậu. Còn cái cây là cây tăng đưa. Cây tăng đưa nha bạn. Thì mình gắn khuôn vô đây để mình kéo giãn ga vô để đo xuống đất. Thì trên cái cây tăng đưa đã đóng hai cái mặt đạn. Đó, để mình để cây cốt này vô. Đó, để cái cốt này vừa khích cái mặt đạn các bạn, nên là mình quay chậu rất là nhẹ nhàng, hoặc là mình đi hộp dầu rất là bóng, là nhờ cái cây tăng đưa có gắn mặt đạn rất là im. Thì nó có hai cây, một cây ngắn này quay chân đôn dĩ, cây dài thì để quay chậu các bạn. Thì cây cốt này thì phía dưới có cái mũi nhọn, các bạn cắm trực tiếp dưới đất để mình làm các bạn. Đó là cái Kumba giả chiết. Còn bên đây là cái miếng khuôn bát quái âm dương ngũ hành. Thì cái miếng này để mình dán 3 miếng vô cái dậu, 3 miếng cặp thông. Sau đó mình dán cái hoa văn con phụng. Đây là hoa văn con phụng. Hoa văn con rồng. Hoa văn con lân. Và cái miếng hoa văn cuối cùng là cái miếng hoa văn con quy. Đó, 4 con tứ linh Long Lân Quy Phụng nha bạn. Long Lân Quy Phụng. Còn đây là cái miếng viền chậu nha bạn. Viền chậu. Thì viền này để mình về mình dập ra, mình chọn một côn mình dập ra để mình dán viền chậu ở dưới cái đôn một cái viền, và gần cái đáy chậu một cái viền, và gần trên miệng chậu một cái viền để mình dán vô cho nó đẹp nha bạn. Còn đây là cái miếng giấy hướng dẫn, thì về các bạn tham khảo cái miếng giấy hướng dẫn này để về mình đo cái thước tấc và cái cách làm cho nó chính xác để mình làm cái chậu cho nó đẹp hơn. Còn đây là những cái bù lông cũng bán tặng kèm theo khách hàng để mình xiết khuôn. Thì trên đây là toàn bộ chi tiết cái bộ khuôn chậu tròn tứ linh 1m2 Long Lân Quy Phụng nha bạn. Thì khuôn chậu thì bên cơ sở thì chung đảm bảo là khuôn chất lượng bao cho các bạn xài. Thì trong quá trình xài có lỗi kỹ thuật gì chúng sẽ làm lại khuôn mới hoặc là hoàn tiền cho các bạn. Thì ở đây thì các bạn mua khuôn bên sở thì cứ an tâm mà xài nha bạn, khuôn đảm bảo chất lượng. Rồi, còn đây là cái chậu cho tứ linh 1m2. Thì nãy cái bộ khuôn hồi nãy thì quay lên cái chậu như thế này. Đó các bạn, đây là chậu 1m2 tứ linh. Thì chúng sẽ giới thiệu chi tiết sơ sơ để các bạn nắm một phần. Thì các bạn thấy là nãy chung đã cầm cái miếng viền chậu. Thì cái miếng viền chậu thì mình dập ra và mình dán gần cái miệng chậu cái viền chậu, cái viền và gần cái đáy có cái viền, và dưới chân đôn có cái viền nha bạn. Còn đây là cái mặt hoa văn bát quái âm dương ngũ hành. Đó, một cái này thì mình dán 3 mặt, cái chậu dán 3 mặt, và sau đó thì mình dán 4 con tứ linh vô. Đây là cái mặt hoa văn con rồng các bạn. Bên đây là cái mặt hoa văn con lân với con quy. Còn đó là cái mặt hoa văn con phụng nha bạn. Thì con
con rồng thì cái biểu tượng là cho sự quyền uy tuyệt đối của các đấng thiên tử, con phụng là cái linh vật bất tử, tượng trưng cho vũ trụ mặt trời đó. Còn hai cái con lân với con quy, con quy thì linh vật trường tồn nha bạn, đó nó theo thời gian. Thì cái chậu này thì các bạn xây được là nhờ bên dưới cái đôn có cái đường rãnh để mình để đạn keo vô, thì khi đạn keo mình sắp đầy trong đó thì mình để cái dĩ lên và mình xây được rất là nhẹ nhàng là nhờ cái đạn keo đó nha bạn. Thì cái bộ khuôn tứ linh một cái thai và cái mẫu chậu như thế, làm cái chậu như thế các bạn thấy rồi. Thì các bạn nào mình thích cái sản phẩm thì bạn liên hệ với Trung, thì số điện thoại của Trung là 0332394288 hoặc số điện thoại là 0385129159. Thì các bạn cứ alo thì Trung sẽ hỗ trợ kỹ thuật và báo giá khuôn chậu. Thì cái video tới đây là kết thúc. Thì cuối video Trung chúc quý khách hàng các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.